Xin cảm ơn phần trình diễn của ca sĩ Isaac của vũ đoàn ST319 và phần biên đạo top 50 của Xuyên Trần. Quý vị thân mến, và bây giờ sẽ là phần trình diễn trang phục áo tắm của top 50 thí sinh. Vừa rồi là phần trình diễn của thí sinh mang số báo danh 205, Đỗ Phạm Khánh Linh, chiều cao 1m66, số đo 3 vòng 84, 62, 96 và số báo danh Nguyễn Vũ Huyền Anh 272, chiều cao 1m64, số đo 3 vòng 82, 62 và 91. Còn bây giờ là thí sinh Dương Thị Châu Huyền, số báo danh 125, chiều cao 1m72, số đo 3 vòng 82, 61, 93. Số báo danh 130, Bùi Mai Phương, chiều cao 1m66, số đo 3 vòng 84, 62, 92. Số báo danh 162, thí sinh Nguyễn Tường Vi, chiều cao 1m70, số đo 3 vòng 80, 64, 91. Số báo danh 118, thí sinh Phạm Khánh Huyền, chiều cao 1m65, số đo 3 vòng 87, 60, 92. Số báo danh 207, thí sinh Ngô Thị Thanh Hiền, chiều cao 1m70, số đo 3 vòng 82, 61. Thí sinh mang số báo danh 110, Phạm Thị Đăng Châu, chiều cao 1m70, số đo hình thể 80, 60, 89. Số báo danh 174, thí sinh Bùi Thu Thủy, chiều cao 1m73, số đo hình thể 80, 60, 89. Trâm Anh, chiều cao 1m63, số đo hình thể 90, 63, 98. Số báo danh 178, Đặng Thùy Dương, cô cao 1m70, số đo hình thể 92, 62, 95. Số báo danh 350, thí sinh Vũ Kim Anh, chiều cao 1m72, số đo hình thể 88, 64, 96. Báo danh 289, thí sinh Trương Thị Thùy Trang, cô cao 1m72, số đo hình thể 82, 60, 88. Số báo danh 386, thí sinh Đoàn Thị Minh Yến, chiều cao 1m69, số đo hình thể 84, 62, 97. Số báo danh 146, thí sinh Tạ Phương Thảo, chiều cao 1m78, số đo hình thể 82, 60, 88. Số báo danh 151, thí sinh Ngô Thị Cẩm Tiên, chiều cao 1m70, số đo hình thể 84, 61, 90. Thank you.
Số báo danh 303, thí sinh Lê Minh Hà, chiều cao 1m71. Số đo hình thể 88-61-96. Số báo danh 381, Nguyễn Thị Linh Chi, chiều cao 1m72. Số đo 3 vòng 84-62-90. Số báo danh 158, thí sinh Nguyễn Thu Hằng, chiều cao 1m71, số đo hình thể 85-60-90. Số báo danh 325, thí sinh Trần Thị Hiếu Ngân, chiều cao 1m72, số đo hình thể 81-58-88. Số báo danh 341, Võ Thiên Thanh, chiều cao 1m72, số đo 3 vòng 82-61-92. Số báo danh 108, thí sinh Hoàng Thị Hương, chiều cao 1m72, số đo hình thể 82-61-92. Số báo danh 346, thí sinh Đỗ Thị Hòa, chiều cao 1m70, số đo 3 vòng 82-61-94. Số báo danh 189, thí sinh Nguyễn Ngọc Lãnh Thúy, chiều cao 1m74, số đo hình thể 86-61-91. Thí sinh Trần Thị Thùy Linh, số báo danh 314, chiều cao 1m67, số đo hình thể 88-64-96. Số báo danh 232, thí sinh Phạm Thị Thu Trang, chiều cao 1m72, số đo hình thể 82-64-92. Số báo danh 244, Nguyễn Thị Thùy Trang, chiều cao 1m72, số đo hình thể 86-62-92. Số báo danh 182, thí sinh Nguyễn Thị Hồng Hà, chiều cao 1m72, chỉ số hình thể 82-62-88. Số báo danh 231, Lê Thị Thúy An, chiều cao 1m72, số đo hình thể 80-60-90. Số báo danh 126, thí sinh Vũ Hoàng Lan, chiều cao 1m63, chỉ số hình thể 88-60-92. Số báo danh 105, thí sinh Đinh Như Phương, chiều cao 1m75, số đo hình thể 91-62-96. Cùng chào đón thí sinh mang số báo danh 377, Đặng Thị Minh Anh, chiều cao 1m63, chỉ số hình thể 81-55-85. Thí sinh Trịnh Thu Hà, số báo danh 139, chiều cao 1m72, số đo hình thể 86-59-88. Hà Ngọc Linh, số báo danh 167, chiều cao 1m71, số đo hình thể 82-62-92. Thí sinh Kiều Thị Cẩm Vân, số báo danh 246, chiều cao 1m70, số đo hình thể 83-62-87.
số báo danh 255, thí sinh Lâm Thị Vân Anh, chiều cao 1m65, chỉ số hình thể 88, 61, 94. Số báo danh 117, Nguyễn Quỳnh Hương, chiều cao 1m63, số đo hình thể 80, 64, 90. Số báo danh 141, Trương Diệp Ly, chiều cao 1m67, chỉ số hình thể 85, 60, 92. Thí sinh Dương Kim Chi, số báo danh 262, cô cao 1m70, số đo hình thể 82, 60, 89. Số báo danh 169, thí sinh Nguyễn Thị Hương Giang, chiều cao 1m73, chỉ số hình thể 75, 58, 87. Số báo danh 128, thí sinh Tôn Huệ Hiệu, chiều cao 1m73, số đo hình thể 84, 63, 97. Số đo thí sinh mang số báo danh 380, Nguyễn Vũ Lan Thùy, chiều cao 1m75, số đo hình thể 90, 63, 98. Số báo danh 282, thí sinh Trần Hải Anh, chiều cao 1m75, số đo hình thể 80, 60, 92. Số báo danh 109, thí sinh Nguyễn Thị Bình, chiều cao 1m75, các chỉ số hình thể 82, 61, 90. Và cuối cùng cho phần trình diện áo tắm, thí sinh mang số báo danh 102, Hoàng Thùy Anh, cô cao 1m75, số đo hình thể 88, 64, 100. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng chứng kiến và dõi theo các thí sinh trong những sải bước phải nói là vô cùng quyền lực. Tôi nghĩ như vậy là bởi vì là đại diện cho một nửa thế giới. Tôi biết những sải bước của các thí sinh trong màn dự thi áo tắm vừa rồi vô cùng quyền lực, vô cùng quyến rũ và đặc biệt nó thể hiện một sự tự tin rất lớn của những thí sinh của chúng ta trong vòng bán kết toàn quốc ngày hôm nay, cuộc thi Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022. Xin chúc mừng các thí sinh của chúng ta. Một tràng tay nồng nhiệt quý vị ạ.